Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể vận động viên, bà con nhân dân kính mến. Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 2023. Hôm nay được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Điền Quang cho phép ban tổ chức hội thao long trọng tổ chức khai mạc hội thao giải bóng đá nam xã Điền Quang năm 2023. Về tham dự và chỉ đạo lễ khai mạc bóng đá nam ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thanh Hải, huyện ủy viên, ban bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng đồng chí. Đồng chí Bùi Xuân Tủy, phó bí thư thường trực đảng ủy, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng đồng chí. Đồng chí Hà Văn Quang, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng đồng chí. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, ban chấp hành đảng bộ, các đồng chí thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các đồng chí trưởng phó các tổ chức đoàn thể, các ông bà bí thư trưởng thôn, tổ trọng tài, các vận động viên, cổ động viên và bà con nhân dân, và có hơn 230 các diễn viên không chuyên đến từ 15 chi hội phụ nữ trên địa bàn sẽ góp phần vào sự thành công của giải. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Tôi Bùi Văn Dũng, vận động viên đơn vị thôn Khò, xin thay mặt cho toàn thể các vận động viên về tham dự giải bóng đá năm 2023, xin hứa: 1. Tuyệt đối chấp hành điều lệ giải đấu, sự điều hành của ban tổ chức và ban tổ trọng tài. 2. Tham gia thi đấu trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng. 3. Thi đấu một cách tích cực, nỗ lực hết mình để đạt kết quả cao nhất. Vì danh dự của vận động viên, vì sự thành công của giải, xin hứa. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể các trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên của các đoàn hội thao về tham dự. Tôi, trọng tài Hà Văn Thức, xin đại diện cho lực lượng trọng tài điều hành giải, xin tuyên thệ điều hành các trận đấu trung thực, khách quan, vô tư, đúng luật, đúng luật lệ. Xin hứa. Châu bốn phương, Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào. Người nào còn chìm trong khói bom mà giờ đây cất cao lời ca vàng. Hà Nội thủ đô con tim dấu yêu, ngược xuôi phố xa đã vui thêm nhiều. Tàu vào Nam rộn vang tiếng ca, ngàn bàn tay vẫy nhau cho tương lai. Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay, hòa theo sức sống với bao công trình, từ bàn tay cùng nhau đắp xây để giờ đây chúng tôi gọi mời. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30 với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay.
Một ngày cha ông vang danh núi sông, một ngày đất nước đứng lên thanh bình, ngày dựng xây cùng bao cánh tay, ngày hôm nay bước lên cùng anh em, mảnh đất năm xưa gieo trên đất nâu, giờ đây đã hóa những thân lúa vàng, gửi vào trong từng trang sách thơ, nhìn tương lai trái tim mỉm cười. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau, bằng danh non sông trái tim Việt Nam. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau, bằng danh non sông trái tim Việt Nam, bằng danh non sông trái tim Việt Nam. Tiếp theo màn đầu diễn bài ca Người phụ nữ Việt Nam. Sông rối ba chữ vốn xưa nay anh hùng, giáp mặt kẻ thù trong một giây nào.
Vâng, rất tuyệt vời xin được đón nhận những dòng tràng pháo tay của huấn luyện viên của các quý vị khán giả. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức. Trận thi đấu đầu tiên giữa đội Khương Luyện và đội Đằng Lùng đã được bắt đầu. Vẫn là các cầu thủ của đội Khương Luyện, nếu mà không được gọi các tuyển thủ áo vàng đội Đằng Lùng. Số 14 và số 9 đang tranh bóng rất quyết liệt khu vực dưới sân. Kỹ thuật chơi bóng của cả hai đội. Số 7 Văn Tuyến anh chuyền cho số 14 Minh Quang. Minh Quang nhả bóng cho Văn Hiếu. Văn Hiếu không được rồi. Như vậy là một cầu thủ số 3 của đội Khương Luyện đã buộc phải phạm lỗi với Văn Hiếu. Đặt số 14 Minh Quang ngay chuyền bóng cho đồng đội đi. Không, như vậy một cú sút rất thả, vâng rất cao. Bóng được tổ chức triển khai rất nhanh. Văn Chiến một cầu thủ số 12 nhưng mà không được rồi. Văn Tiến đã có được một cầu thủ qua đôi lần tương liên rồi. Nhả bóng lên cho đôi. Văn Hiếu không kịp. Các cầu thủ Khương Luyện tấn công. Không, như vậy là một có lẽ là một cú sút thẳng vào khu vực cấm môn. Số 10, một mình số 10 sút đi. Rất quy ở quả đạn. Bàn 3 đội trưởng anh sẽ thực hiện quả đá phạt góc này. Có thể đưa vào khu vực cấm môn. Đoạn tiến. Vào rồi. Có thể nói là một tình huống đá phạt góc lần đầu tiên. Với hộp tìm đàn giữa các cầu thủ áo vàng. Văn Ba là đội trưởng, anh đã vào khu vực cấm môn. Các cầu thủ của đội Khương Luyện. Số 9, Văn Tiến. Nhà báo cho sân. Văn Đào Văn Chiến đặt bóng đi. Bóng được căng ngang vào. Không được. Văn Chiến. Vâng, như vậy là trọng tài đã xác định nhà Văn Chiến đã ở vào tư thế việt vị rồi. Là người phát bóng nữa. Vẫn là cầu thủ áo vàng Văn Tâm chuyển bóng ra cho người Văn Hiếu. Mình Văn Hiếu sút bóng thật quỷ đường. Nhận định cho các tuyển thủ số 10. Số 10 anh đang ban luật rất tốt. Số 9. Số 9 của đội có liệu có kịp không? Tạt bóng vào. Bóng quá mình. Phải pha chuyển khó cho đội đội. Bàn chuyền rất nhanh cho mình Hiếu. Văn Hiếu sút luôn. Bóng vẫn qua được sân. Văn Đông. Một pha gảy bóng nhẹ nhưng mà có lẽ là Văn Đông anh đã rơi vào thế được gì rồi. Sút ra. Một cú sút rất căng nhưng mà bóng đã đi hơi liệt. Số 7 anh chuyền bóng cho số 9 đang kịp bóng rồi. Gảy bóng lên rồi. Rất nguy hiểm. Rất là nguy hiểm rồi các bạn ơi. Sút. Sút rồi liên tục. Không vào! Và như vậy là liên tiếp những tình huống đá bồi. Văn Chiến. Đây là Văn Chiến. Không, như vậy là trọng tài đã tăng cường báo hiệu hiển thị rồi. Không thì
hầu như là các tiền thủ trưởng còn đội đã tấn công rất nhanh. Nguy hiểm, rất may một cú sút lật trượt, bóng đá rất tốt. Văn Tuyến không kịp phanh, cắt ngang đấy. Văn Chiến rất tiếc, vận động không kịp phanh, rất tốt. Sút đây là bàn thủ môn, không được bóng để vượt quá dài. Số 9 của đội huấn luyện có bóng qua được hai cầu thủ của đội huấn luyện rồi. Xuống bóng. Một cầu thủ trẻ của đội huấn luyện và số 2 đang phối hợp với nhau. Bóng đang phối hợp khu vực trung lộ. Vẫn là các cầu thủ huấn luyện. Trong làn. Vẫn còn. Bóng vẫn còn rất nhanh. Bóng đặt bóng vào. William. Và đã bóng lại số 9 đang bóng được chuyển khai rất nhanh vào. Vâng, như vậy là một pha phối hợp rất là đơn giản nhưng mà rất hiệu quả các bạn ạ. Như vậy là Văn Tuyến anh đã lập công trong tình huống vừa rồi và bóng quá trơn thủ môn Văn Sự, mặc dù rất xuất sắc đẩy bóng nhưng mà bóng đã nằm gọn trong lưới rồi và đã nâng tỷ số lên là 3-2 cho đội Làng Lùng. Nhắm vào, nhắm vào. Bóng qua đội số 10. Vẫn là số 7, đang chạy chấp rất quyết liệt ở khu vực trung tâm. Số 10, rất nhanh. Thế này, chuyển bóng cho đội rất đẹp. Quảng lắm, có chính quyền chuyển. Vào rồi. Và như vậy là tỷ số đã được quan bình và đều cho cả hai đội.